Bây giờ là em không biết bao nhiêu nào luôn á. Có kêu là đâu? Em không biết lục ừ. Nếu em mệt thì em nói nha. Em đâu mệt đâu. Rồi, cái này cái uống, cái này ăn chim. Cái này uống này nè. Đâu đúng đâu đây. Đâu đưa coi lũ uống rồi. Ở đây. Cái nấm xong không? Cái gì mà đừng có lại coi cái lũ. Ai chặt ra cái bụng nhỏ, nhỏ vậy đâu bụng. Mấy mấy đứa mà nhúng đâu bên này nó đập cơ mà bên này nó đập. Hả? Cái tim em nằm ở đây. Cái mặt nó nằm ở đây mà. Mình tao khám được. Mày hiểu quá. Tụi tao khám. Khóc nhiều quá. Cái sao sao em đập nè, bên này em là tim tim mặt ngược á. Em nghe là rồi. Em không có khóc nhiều. Em chọc. Em chọc không nghe gì đâu. Có nào. Em có cảm giác. Hỏi đưa lỗ tai vô nghe luôn á ơi. Thôi có vú đầu có miếng vậy đó. Nghe. Được rồi nghe, lỗ tai vô nghe. Đúng rồi, tao gần miếng, đưa cái tai nghe vô là. Bác sĩ trở lại đó. Rồi. Bị chim hồng. Tim em mọc ngược.